chào các bác, các chú, anh chị nhé. Mày quyết định lên chợ Sơn Tây, chợ cây Sơn Tây với anh Tuấn với lại chú rất mê cây trên này. Đấy. Tiên là ok, mẫu đơn hay phết này anh Tuấn. Mẫu đơn rất ta. Đấy. Lên đây gặp rất nhiều người quen, cũng ở buôn bán chợ Phúc thôi. Chợ Sơn Tây khá nổi tiếng nhưng mà nó bé hơn. Chú với anh cứ đi nhá, xong cháu tí cháu tìm gặp. Đấy. Đầu tiên là ổi đây. Cây của mình à chị? Đây à? Cây mẫu đơn kia thì bao nhiêu ạ? Rồi. Xanh này cũng quái đấy nhiều bác nhỉ. Và điền này màu tay thì màu về mình còn làm đi vì bẻ hơi vào dây kiếp quá. Đấy được không muốn cái đoạn này tay thì chưa được. Đúng rồi, tay thì về để làm chán làm. Đây, gốc rồi. Cái chân này hay, chân này hay, chân này hay, chân quý hay. Đuôi này hơi lằng nhằng quá. Tay nó về phải làm nhiều lắm. Tay và không hợp lý. Mình về bỏ đi, nó là cái cây phôi, mình về mình bỏ đi. Cái đoạn này để thoát quá. Đấy, không hợp lý. Vâng. Chả biết bao nhiêu tiền. Đâu, hỏi chưa? Chưa, chả gặp ai cả. Phải đang thích cái mẫu đơn này hay phết này. Toàn gặp người quen là chợ Vạn Phúc mà các bác. Nhiều khi trả lại với nhau. Đấy mình quay họ trả ra đâu chứ này mà. Chả biết giá được. Không nét 946 755 788 à. Ông nào cũng biết đấy. Lúc nào mà mua ý hôm nay ông chơi nhài nó không biết rồi. Biết chứ. Nhìn có ảnh nhài đấy là biết rồi. Anh Tiêu Tuấn. Đấy. Nào được tôi muốn đi chưa? Bông nó sáng này mình đưa cái cây đấy. Nhắc lên. Cái gì mấy không? Có hoa chưa? Cái à hoa kìa. Như cái chén uống rượu luôn. Đây là bông nhài ta này. Đây nhài kép rồi. Cái này thì giờ có được một đống trà không? Một đống trà quá ngon luôn. Được rồi. Thế này giờ sao anh ở nhà có một cái trồng này về sau có cắt không? Có nên cắt hay là cái này cũng dâm được nhỉ? Cây bằng nào anh? Cắt dâm ra được làm giống được. Cắt kéo lên. Cái này nó cắt dâm để kéo. Nó còn bé. Cho nó phát thả sổng ra. Cho đẹp, nem ai thành một bụi trồng. Cho to đi đã. Bây giờ cắt thì nó chậm ngay. Ý là muốn trồng vào cái chậu chứ không phải là trồng xuống đất. Nhưng mà nó còn bé quá. Cây to thì không nói. Ui giời, ôi nó thơm rồi. Đúng là nhìn bông nhài kép nó sướng đời nhỉ. Thơm như nhài ấy nhỉ. Đúng là cái bông nhài kép nhìn sướng thật. Nó thơm lắm. Đúng rồi. Mà nó bông nó to. To. Như bông hoa hồng thôi. Lưu số chứ có mà gọi. Có mà gọi ông anh ông thích nhài. Mình bán cái nhà đấy bao tiền? 755 788. Có Viber biết gửi ảnh nhá. Gửi vào đấy. Dùng Viber biết gửi vào. Ở nhà không có. Cái nhà kia nó là cái cốc như này 3 triệu mà không mua được. Nhà ba có bụi nhà kia mà không? Bán thôi, có được có cái đẹp lắm các bạn. Bán rồi mới biết luôn. Giờ có cái trần lòng dễ. Giờ mua lại là chịu luôn. Có con xuyền 2 triệu mẹ hoa nó còn. Hoa nó to thế này luôn. Giận quá. Nó mập hoa to. Nó lên những cái cành nó to ngón tay rồi hoa nó phải gấp rưỡi. Cây nó to. Nở bông hoa như bông hoa hồng nhỉ? Như bông hoa hồng rồi. Nói chung là Ở trên này thì nó nhỏ hơn chợ Vạn Phúc, không phải là nó nhỏ về quy mô mà nó cây nó lên nó ít. Đấy, cụ đang thích cây quái này. 6 triệu. Gốc là bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu cái này 6 triệu. Thế thì mẫu đơn này thì bao nhiêu anh? 2 triệu 3. Hôm trước định lấy cái xanh của anh ở chợ ấy mà là quên mua mất. Thế thì hơi cạo nhỉ. À đấy, xem có gặp ông anh Kiện không để trả tiền trước lấy cây xin cầm nợ. Xin phép đi một vòng bác nhá. Dầu đi dầu đây anh. Vâng, xin phép cái dầu này bao tiền anh? Số 2. Số 2. Dầu. Lần đầu tiên lên chợ Sơn Tây. Số 2. Dầu quả. Dầu quả. Cây ở đây là hết của mình à? Như cây, những cây cực vi mà như thế này thì bao tiền cái? Cây này nó 1 triệu 2. 1 triệu 2. Ổi không kinh đấy nhỉ? Vâng. Khá nhiều ổi, ổi với thực vi. Như những cái suối như này thì bao tiền cây? Cái này nó 650. Tùng cối của mình nữa. Vâng, của em. Nếu như cây này dưới này thì bao tiền? Đấy 550. Quay xong rồi chơi chợ vòng sẽ vòng lại, thích cây nào lấy cây đấy. Cái đấy bao tiền anh? 700. Hồng Ngọc Mai. Cho vào hòn đá tí nhỉ. Cho vào hòn đá. 200. 200. Cây này quá đẹp. Mọi người xem nào, có tí răng rấp đấy. Xanh. Như nhà như này thì bao tiền gốc anh? Triệu gốc 700. Triệu 700, đây 700 này đúng không? À. À, tí ra gặp hiển nhài kia. Cái ổi siêu kia thì bao nhiêu anh? Cái ổi nhá. Vâng. Ổi đến 1,2 nhỉ. Cái này có phải nhiều ổi phết nhỉ? Dạ lắm. Xong siêu điều điệu. Tỉ muội đây, tình gốc cũng tỉ muội. Xanh này ghê quá nhỉ. Dạ. Xanh này thì bao tiền này? 250. Quê nhỉ. Dạ. Điền. Là 2,5 triệu. Mình có vẻ bán hợp lý hơn mấy bác ở dưới kia lên nhỉ. Có đi chợ Hà Đông bao giờ không bác? Có. À, ít gặp. Rồi. Cây này hay đấy nhỉ. Mai Hồng Ngọc. Đi một vòng một tí nữa xem thích, quay xong thấy cây nào thích thì múc. Bác. Cảm ơn bác, em đi vòng nhé. Đấy, chợ Vạn Phúc. Đấy, mình làm phát ông kia ông khoái ông lại quay lại, sợ mình mua mất. Vâng ạ. Đây này các bác. Đấy, không biết xe của bác nào đây. Đấy, con phi lao gọi là con nét hơn ở trong cái khu vực này. Con nét hơn ở khu vực này. Bị ngược sáng các bạn. Đúng mặt trời chiếu mà. Chợ cây cảnh Sơn Tây. Đấy, nó con nét hơn cả. Ở đây xung quanh đây nó cũng bày bán khá là nhiều thứ đấy các bạn. Từ đồ dùng kìm kẹp cáo chậu kiếc cho đến cả thắt lưng, dây lưng các thứ. Nói chung là cứ tập trung đông người mà sẽ có mặt hàng tiêu dùng để bán thôi. Đấy, ta không quan tâm đến cái vấn đề đấy mà xem là có cây gì đẹp đáng để xem. Có vẻ hôm nay là hơi ít. Cây phi lao chẳng biết bao tiền, vấn đề trên xe. Đây là một loạt này, vấn đề trên xe. Sung chiếc. Chưa gặp cái cây nào nó thật là tinh các bác. Đây khu vực của ông em bán đồ làm bonsai này, từ dây chiếc, dây màu, dây nhôm cho đến à xong rồi à? Vâng. Bao tiền nhỉ? Bao nhiêu? À, đấy. Chúc mừng. Đẹp đấy. N2T Bonsai. N2T Bonsai. Đúng. À thế à? Vâng. Mình quay là mình hỏi giá thì mày lại đọc lại cho người ta nghe. À rồi. Rồi. Em Đỗ Sinh à? Vâng, em họ. Rồi. Chúc mừng. Ông ấy, các bác ấy thường trách tôi là không đọc lại giá, nhưng mà đúng là mỗi kênh có một cái điểm riêng các bác. Ông ấy đi thì chỉ có hỏi giá, nhưng tôi thì quan tâm nhiều thứ khác hơn. Đấy, các bác thông cảm. Có khi nhiều khi cây tôi hỏi xong là quên múc ấy thì tôi sẽ không nói nhiều, thực tế là như vậy. Các bác thông cảm. Để tôi nói ra thì các bác cũng chắc là không chiến được cái cây đấy thì chắc tôi múc rồi. Đấy. Các bác. Đây. Hôm nay chắc trên này chắc chỉ một video là chẳng có cây nào mới. Đọc tham khảo giá. Trên này đồ nó có rẻ hơn dưới kia không? Không phải à? Hả? Ông ấy nói thế nào chứ nó phải được 5.000 cái nó mới bán. Và trên này đồ nó có rẻ hơn dưới kia không à ông em ơi? Không có đâu. Ông em ơi, cái bộ kia là bao nhiêu tiền đấy? Bán bộ này bán lẻ. Không bán bộ à? Cái mua cả bộ thì bao nhiêu tiền? Bộ thì đấy nó nhiều thứ. Bao tiền một cái? Bộ mà tầm 5-6 thứ là nó tầm gần 2 triệu. Và tất cả cái chỗ kia đúng không? 5-6 thứ. Đấy không đủ một bộ bonsai. À, gần 2 triệu. Cả cặp cái... tròn, cặp chéo rồi thì cặp tròn kia bao nhiêu tiền? Cặp tròn thì 450. 450 à? Đấy là đủ luôn. Cái kéo tỉa kia bao nhiêu tiền? Kéo tỉa là 350. Ông ấy quay, ông lên Facebook để ông ấy cái gì à? Đây để cho anh em biết và đến lấy. Tí nữa ra lấy mấy thứ về chơi, về dùng. Thế hôm trước không mang cái này đi đúng không nhỉ? Em có. Ở dưới kia, chắc lên lúc dọn mẹ rồi. Mà nó không có nhiều này. Đến lúc dọn mẹ. Gần như là ngày nào cũng có mặt à? Phiên nào cũng có à? Chủ nhật nào em có nữa. Thế còn ngày bình thường là đi học. Dây này. Trên này thì dây có rẻ hơn dưới kia không? Trên này dây có rẻ hơn dưới kia không? Vẫn thế hả? Vẫn thế. Chỗ này vừa nãy bảo hôm trước bảo 89 đồng này, mình đồng mấy nhỉ? Đồng 9 đồng đâu. Đồng 2 à? Đồng 3 à? Vâng. Là tất cả những cái từ dây màu này đúng không? của anh kia trông như này. Cái vườn này 90 của kia ông lấy đâu nhỉ? Cái mà bán 80.000 thì không. 90 đây nhỉ? 90 này. 90. Mình bán rắn lắm mình. Rắn của em có nói thách nhiều đâu. Nhỉ. Biết thì em bán hàng. Dây màu này là bằng giá hết đúng không? Dưới này lại rẻ hơn tí. Rẻ hơn tí à? À. Dưới này uốn thích hơn nhiều. Biết rồi. Dây đen là chuẩn nhất rồi. Là đồng 3 nhỉ, gần cái này đồng 2 đúng không? Dưới này vâng. Tí nữa để bảo ông anh lại lấy tí, lấy ít. Hay đấy mẹ, nó mình có cái bộ đồ kia mình không biết. Không, anh cắt mới thì cái nào nó tốt. Mà cái ý dùng dễ dùng lắm. Thở đấy, thở ăn. Liền sẹo giếc này kích dễ. Nó dễ dùng. Đục biết. Nó không cắt được cành to. Sới cây kia. Kia kia vòng nha bác. Đây các bác nào mua giày, bán cả giày, giày quần áo. Địa điểm họp chợ.